chú chỉ một tí thì đi thôi, không có chú đi nha. Lại có thêm một cháu bé bị chó nhà tấn công và đang được điều trị tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Hà Nội. Bệnh nhân mới 4 tuổi, quê Hà Nam, bị chó mẹ mới sinh con cắn khi bé đến nựng những chú chó con. Nghe tiếng khóc ở phòng bên cạnh là phòng con chó nó đang ở với hai con chó con. Thế thì lúc vào đến đấy rồi em chỉ nhìn thấy là con chó đang ngậm má của con mình thôi. Lúc đấy là khóc hoảng lên, em mới khép lên, con chó nó nhả ra. Ca vào viện trong tình trạng vết thương dập nát vùng má, vết thương kéo dài từ miệng đến sát tay, nhưng may mắn vết thương chỉ ở phần da và dưới da, không ảnh hưởng đến cơ, thần kinh và các tuyến nước bọt vùng mặt. Ngay sau đó, các bác sĩ đã làm sạch, cắt lọc và khâu đính lại các vật da cho bé. Rửa vết thương bằng xà phòng, hoặc là nước muối có sẵn, nếu mà có sẵn. Nếu không có thì dùng xà phòng rửa sạch sẽ và băng lại và đưa đến bệnh viện sớm nhất có thể được. Nếu mà chảy nhiều máu thì chúng phải băng ép lại ngay. Ép bằng những cái loại, nếu mà có gạc vô trùng thì là tốt nhất. Thế còn nếu không thì dùng những cái vải hoặc những cái chất liệu khác sạch băng ép chặt vào. Thì để cầm máu, ở tay có thể dùng garo, có thể dùng những cái băng để băng chặt lại. Thì sẽ giảm mất máu hơn, tại vì trẻ con mất máu nhiều nó cũng sẽ nguy hiểm tính mạng. Tính từ tháng 1 năm 2019 đến ngày 24 tháng 4 năm 2019, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tiếp nhận 10 trường hợp bệnh nhân bị thương do chó cắn, trong đó có 2 bé tử vong.